Hello, xin chào quý vị. Xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Xin chào quý vị yêu thích rau sạch. Các bạn xem nè, đó, những chậu rau sạch của mình nè. Cây này là cây lá é nha bạn. Rất là xanh tươi, mơn mởn. Tuyệt vời không? Đó. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị, anh chị làm sao để chúng ta có được những cái chậu rau sạch. Đó, nè, tuyệt vời không? Rau sạch rồi cây ăn trái rất là tuyệt vời. Đó, húng lủi nè, tuyệt vời không bạn? Làm sao để chúng ta trồng được những cây ăn trái hoa là bạn ơi. Đó, linh sam tím nè, hoa lài nè, úi dồi ôi nó thơm gì đâu. Những các loại bông hoa và cây ăn trái rau sạch nó rất là ưa chuộng các loại phân hữu cơ mà tôi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, đó là phân hữu cơ từ chuối, trứng, sữa. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nha. Đó, trời ơi bạn ơi, xem nè, lựu Peru nè, sắp chín nè, tầm một tháng nữa là thu hoạch được nha bạn nha. Rồi sung Mỹ nè, hôm nay vườn mình đang chật chội quá. Rồi nho, bạn thấy nho rất là nhiều trái luôn, nho kìa. Đó, mình đang bao bọc lại để cho ruồi vàng nó không có tấn công. Đó, đây bạn ơi. Đó, thì việc mình sử dụng đây nè, chuối, trứng, sữa đây bạn. Đó, cây ăn trái này rất tuyệt vời không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm dịch chuối, trứng, sữa làm như thế nào để đạt được cái hiệu quả, cái giá thành rất là rẻ bạn ơi. Đó, cái lựu đỏ đang được nhiều trái quá trời luôn. Để làm được cái phân hữu cơ nước chuối, trứng, sữa, đó, đây là một loại phân hữu cơ rất là tuyệt vời. Thì cái chi phí nó cũng rất là rẻ. Bạn mua những loại chuối hư, chuối hỏng ngoài chợ đó. Tôi làm cái công thức này, tí tôi sẽ ghi cái công thức ở phía dưới để bạn hiểu vấn đề nha. Chuối nè, trứng nè, sữa nè. Đó, thì là đây tôi có, tôi làm một cái thùng này là khoảng 18 lít nước nè, 18 lít. Thì mình làm là 3 kg chuối, trứng và vỏ chuối đều được. Và 12 quả trứng, trứng gà, trứng vịt đều được. Đó, và khoảng 2 đến 3 lít sữa tươi. Sữa này bị hư hỏng nha, bạn mua những cái đồ mà rẻ tiền đó để bạn làm, cái chi phí nó rất rẻ. Nếu như bạn làm một cái thùng này nó chi phí nó khoảng tầm có 50 ngàn thôi, bạn sử dụng được khoảng 2 tháng. Do đó chi phí rất là rẻ. Trong khi bạn mua một bịch phân hữu cơ, phân gà đã là 5 60 ngàn rồi. Do đó là mình làm về cái chi phí này rất là rẻ, mà cái cây của mình là rất là mướt mát và xanh tươi, nó kháng bệnh rất là tốt. Rồi, cái cách làm là như thế này nè. Cái việc đầu tiên là tôi sẽ đập chuối ra nha, đập trứng ra. Trứng nè, 12 quả trứng. Đó, đập ra xong bạn quậy lên, quậy đều lên cho nó dễ dàng. Trứng gà, trứng vịt đều được nha bạn. Bạn mua cái trứng rẻ tiền ngoài chợ á, trứng mà nó bị dập á, thì nó có chừng 10 ngàn một chục thôi, trứng bị dập, bị nát á. Đó, đều sử dụng được. Đó, trứng gà, trứng vịt đều được nha bạn nha. Đó, xong rồi bạn quậy lên cho nó đều lên nè. Đây là 12 quả trứng gà và trứng vịt. Mình quậy ngay cho nó đều, để tí nữa mình nước mình vào rồi chuối mình khó quậy. Quậy cho nó thật đều giống như quậy để bạn chiên trứng đó. Đó, được chưa? Vỏ trứng gà bạn bóp nhỏ, bạn bỏ vô đây luôn. Xong đâu đó rồi mai mốt bạn sẽ sử dụng cái phần xác á, bạn chôn vào gốc cây. Đó, bạn chôn vào gốc cây nha. Bạn lấy cái xác của nó, bạn chôn vào gốc cây, rồi xác vỏ chuối, vỏ trứng chôn vào gốc cây luôn. Hoặc là bạn trộn với lại đất, bạn làm phân bón là rất tuyệt vời. Đó, rồi. Đây là sữa đậu nành bạn nha. Sữa đậu nành chỗ này khoảng 1 lít rưỡi nè. Với hai cái bịch sữa này là sữa này nó hư rồi bạn ơi, sữa hết đát rồi mình bỏ vào đây, do đó bạn mua những cái đồ rẻ tiền bạn làm không vấn đề gì hết ha. Rồi, cắt sữa bỏ vô. Rồi, sữa đậu nành cắt bỏ vô. Đó, mình làm một cái thùng này được 18 lít là sử dụng rất là tốt. Bạn sử dụng, nếu mà bạn có ít thì bạn phải sử dụng đến 2-3 tháng mới hết.
Rồi xong đâu đó bạn quậy lên. Đây là cái thìa này là bạn, thìa ăn cơm á, ăn cơm ăn phở. Đây là Chico Đẹp Ma để tạo cho cái nấm cho nó nhanh phân hủy. Thì bạn cho khoảng 3 đến 4 thìa này nha, 3 4 thìa này nè, nó rắc đại vô đi. Rồi. Bạn mua cái đường đỏ đó, đường đỏ bạn nha, đường Biên Hòa hay đường gì cũng được, đường đỏ. Thì bạn cho khoảng là 300 g đường đỏ. 300 đến 400 g đều được nha. Đó, đường đỏ nè. Đây tôi đang có 1 kg, tôi cho chừng 1/3 thôi. Rồi. Xong rồi bạn quậy đều lên. Rồi bạn cắt chuối vào là xong. Đó. Chuối hư, chuối hỏng, cắt nhỏ nhỏ này bạn, cắt nhỏ nhỏ này thôi nha, cho nó nhanh. Nó nhanh phân hủy lắm, trong vòng khoảng chừng 10 ngày là bạn đem ra bạn sử dụng được. Chuối hư, chuối hỏng, vỏ chuối lấy luôn. Kể cả vỏ chuối luôn, tạo cái lượng canxi rất là tốt. Đây bạn thấy không? Vỏ chuối nè. Cắt vào đây. Đó, vỏ chuối này ăn xong cắt bỏ vào đây. Chuối hư, chuối hỏng mua ngoài chợ đó, loại rẻ tiền đó, cắt bỏ vô. Đây là 3 kg chuối nha bạn. 3 kg chuối thì nó rẻ lắm, có mấy ngàn bạc à. Người ta bỏ đi mà, thì mình làm tận dụng, mình làm phân bón. Đó, cắt cho nó nhỏ thì nó nhanh phân hủy. Trong vòng khoảng 10 ngày hoặc là 2 tuần là bạn đem ra bạn sử dụng được. Đó, 3 kg chuối, vỏ chuối. Dịch chuối, trứng, sữa. Xong đâu đó bạn quậy lên, quậy cho nó đều lên. Được chưa? Rồi bạn cho nước á, cho nước nó tới đây thôi, vì nó sẽ phân hủy và nó lên men, nó sủi bọt lên. Do đó bạn đừng có cho đầy nước. Bạn cho đầy nước thì nó sủi, nó sình ra ngoài. Cho nước tới đây thôi nha bạn nha. Đó. Cách cái miệng khoảng 5 đến 7 phân. Đây là mình cho nước vào đây nè. Đó. Rồi quậy nó lên. Và để ở nơi ban công mái hiên, nơi không có ánh nắng, không nắng không mưa, để trong vòng 10 ngày đến 10 đến 2 tuần lễ và mình đem ra mình sử dụng được. Đây là tôi làm mẫu, tí tôi đem xuống dưới tôi mới để nước vào tới đây nè. Tí tôi nước để tới đây ha. Làm mẫu cho bạn xem thôi. Đậy nắp kín. Cái vấn đề quan trọng là bạn phải đậy nắp cho kín nha. Bạn đậy không kín á, ruồi bọ nó vào, nó đẻ trứng vào trong đây là nó sẽ làm giòi. Bạn đục một cái lỗ như này nè, để cho nó thoát hơi á. Cái lỗ là thoát hơi nè. Thỉnh thoảng bạn mới dỡ ra nha. Đó. Cái lỗ thoát hơi đó, thấy không? Rồi. Xong rồi bạn để ở dưới ban công mái hiên nha. Rồi. Đây là bạn ơi. Đây là dịch chuối, trứng, sữa mình đã ngâm ủ được 20 ngày rồi, rất là thơm. Bạn nhìn nè. Rất là thơm, không có mùi hôi, không có sâu bọ. Thơm lắm, nó có mùi thơm, mùi sữa nè, mùi trứng nè và mùi chuối, rất là thơm nha bạn nha. Đó. Mình đã chiết ra đây nè. Chiết ra đây là một cái chai này nè, là 1,5 lít nè. Đó, lắc lên cho bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ tưới cho các bạn xem nha. Về cái công thức để tưới như thế nào. 1 lít dịch chuối, trứng, sữa bạn pha với 20 lít nước. À, thì trong vòng 5 ngày đến 7 ngày bạn tưới một lần. 5 ngày đến 7 ngày mình tưới một lần nha. Xong đâu đó rồi bạn ngâm xong rồi là bạn chiết ra, rồi bạn lấy cái vỏ này nè, vỏ chuối, vỏ trứng bạn chôn vào gốc cây. Đó, chúng ta chỉ sử dụng một lần thôi nha. Rồi. Đây tôi sẽ pha vào đây. Trong đây tôi đang có 10 lít nước. Tôi sẽ pha khoảng nửa lít. Đó, lấy khoảng 1/3 cái chai này thôi, chai này 1,5 lít. Rồi, đó, và tưới cho cây rau sạch các loại. Quậy nó đều lên. 5 đến 7 ngày bạn tưới một lần nha. Đó, rau sạch nè, tưới nè. Đó. Thường xuyên tưới, và khi bạn tưới rồi thì bạn cũng không phải là bạn tưới dịch chuối, dịch sữa rồi mà bạn không sử dụng các loại khác.
các loại phân khác bạn vẫn dùng để bổ trợ, nhưng mà cái này mình sử dụng thì nó rất là rẻ tiền và mình bớt tốn tiền mua phân. Đây là rau này sạch này, trời ơi rất là đẹp luôn nè. Đó, đây cây sung Mỹ nè, tất cả mọi thứ đều tưới được nha. Đây rau sạch nè, đó bạn thấy không, rất là mướt mát luôn. Cái rau này, những loại rau rau cải rau đồ là rất là thích các loại trứng sữa này bạn nha. Đó cây lựu bạn thấy không, tưới cho cây lựu đó, rồi tưới cho cây nho nè. Nho này đang rất là nhiều trái, nó đang cần rất nhiều dinh dưỡng, 5-7 ngày bạn tưới một lần. Các loại hoa thì nó rất là thích cái chuối trứng sữa nha, hoa hồng, hoa phong lan cũng tưới được. Đó, hoa nhài bạn ơi, hoa nhài thơm quá nha, quá trời thơm luôn, tuyệt vời. Hoa nhài này mình hay lấy để mình ướp trà đó. Cây linh sam tưới luôn nè bạn ơi, tưới dưới gốc nha bạn. Linh sam, đây là cây bầu bạn ơi, bầu bí mướp dưa leo là nó rất là thích loại chuối trứng sữa luôn đó. Tưới cho bầu nè bạn, bầu bí dưa leo, cây bầu đã đang sắp sửa có trái rồi, đang ra trái rồi, nó đang có hoa rồi bạn ơi. Đó, bầu bí dưa leo rất là thích nha bạn nha. Đây là cây mận nè, ui cây mận đang có trái nè, tưới cho cây mận luôn nè. Đây là cây kỷ tử nè, kỷ tử nè, tưới cho nó có chuối trứng sữa, nó tạo cái canxi làm cho cái trái nó dễ đậu trái, nó không bị rụng trái đó. Đây bạn ơi, mấy loại rau thơm nè, húng quế nè, đó tía tô nè, đó ớt nè bạn ơi, tưới cho ớt luôn nè. Ớt mà tưới này nó cay tuyệt vời, cay mà nó cay rất là đẹp luôn nè. Đó cây ớt nè. Rồi cảm ơn quý vị và các anh chị đã theo dõi bài nói chuyện về cái cách làm dịch chuối trứng sữa, một loại phân hữu cơ rất là tốt cho cây trồng mà giá thành thì là quá rẻ, gần như là bạn chỉ tốn vài chục ngàn bạn có thể sử dụng được trong vòng vài tháng, tùy vào cái lượng cây bạn có nha. Tôi đưa ra cái công thức như vậy, thì bạn muốn làm ít thì bạn chia ra tỷ lệ ra, bạn làm nhiều thì bạn nhân lên nha. Xin chào và cảm ơn quý vị, bạn nào thấy hay hãy like, chia sẻ, ủng hộ kênh. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận được các video clip mới nhất của mình nha. Xin chào.